À, xin chào mọi người nha. Đợi một tí xíu nữa mọi người vào mình chia sẻ thêm nha. Em đang đợi một tí xíu để em chia sẻ hả? Mọi người vào xem livestream thì nhớ chia sẻ cùng với Missy em với nha. Mình nhớ là tham gia livestream này thì chỉ cần chia sẻ nó về bên Tường Nhã chế độ công khai giúp em thôi là được rồi. Ngày hôm nay bên em livestream và bán giá cho mọi người cực kỳ hấp dẫn luôn. Cho nên mọi người tham gia livestream thì nhớ chia sẻ giúp em với nha. Hôm nay là chiết nước hoa cho mấy chị mà bánh bèo luôn nè. Mấy chị nào mà team bánh bèo hôm nay mình được mua nước hoa giá cực kỳ rẻ luôn nha. Chào anh Nguyễn Bảo Trương, chào bạn Loan Nguyễn nha. Mình đợi thêm chút xíu nữa nha. Đợi thêm chút xíu nữa rồi mình livestream nha. Dạ rồi, xin chào mọi người. Mọi người vào tham gia livestream cùng với Missy em đi ạ. Đảm bảo là hôm nay mình chọn ngay được một cái mẫu ưng ý luôn nha. Dạ rồi. Mọi người ơi. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay bên em livestream cho mọi người mấy cái mùi mà hấp dẫn không luôn mọi người ơi. Những cái mùi hương rất là dễ thương nha. Nhất là dành cho mấy chị văn phòng nè. Hôm nay chị văn phòng nào mà có mặt trong livestream này sẽ được mua hàng giá cực kỳ tốt luôn. Đây, nhìn thấy màu hồng là đẹp rồi nè. Màu hồng cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Cho nên anh chị nào vào tham gia livestream này, tín hiệu tốt thì để lại một chấm giúp em nha. Để em biết là tín hiệu tốt rồi mình tiếp tục cái cuộc livestream ngày hôm nay. Để đảm bảo là anh chị nào cũng có thể mua hàng với giá cực kỳ ưu đãi luôn nha. Rồi, em đợi thêm một tí nữa. Mọi người vào tham gia livestream tín hiệu tốt thì để lại một chấm giúp em. Ngoài ra, để mua hàng với giá sale ngày hôm nay thì mọi người chỉ cần chia sẻ nó về bên Tường Nhã chế độ công khai giúp em thôi là được rồi nha. Mình chia sẻ về Tường Nhã ở chế độ công khai và tap tên 3 người bạn vào. Lát nữa em báo cho mọi người giá cực kỳ sốc luôn. Anh chị chỉ cần chia sẻ về Tường Nhã giúp em. Khi mà mình chia sẻ như vậy á, anh chị kéo lượt view lên giúp em đi ạ. Lượt view càng tăng thì bên em bán cho mình giá càng rẻ mọi người nha. Địa chỉ shop bên em là ở 142E Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận. Cho nên anh chị nào mà muốn quan tâm mà muốn gửi trực tiếp mùi hương luôn á thì có thể đến trực tiếp shop em luôn ha. Em nói lại là ở 142E Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận mọi người nha. Còn ngày hôm nay mọi người tham gia livestream á thì chắc chắn sẽ được mua với giá tốt luôn. Cho nên mình chỉ cần chia sẻ nó về bên Tường Nhã chế độ công khai giúp em là được rồi mọi người nha. Rồi mọi người ơi, mọi người chỉ cần kéo lượt view lên giúp em thôi nha. Lượt view càng tăng thì bên em sẽ bán giá càng rẻ cho mọi người luôn. Tin chắc là mọi người sẽ ưng ý mấy cái mùi hương ngày hôm nay. Hôm nay em like là có nam có nữ luôn nha mọi người nha. Hôm nay em like là có nam vừa có nữ luôn. Cho nên anh chị cứ vào tham gia nha. Tại bình thường mấy cái mùi hương như thế này á, nó toàn là chai lớn không à. Dung tích thì 50ml, 100ml. Như vậy thì mình mua mình ngán tiền nè. Rồi mình lại không biết được mùi hương của nó có phù hợp với mình hay không, mình có thích hay không. Thì ngày hôm nay bên em sẽ chiết nhỏ ra cho mọi người nha. Bán giá cực kỳ rẻ luôn. Chỉ cần mọi người tham gia livestream này, mình chia sẻ nó về bên Tường Nhã chế độ công khai, kèm theo đó tap tên 3 người bạn vào tham gia mọi người nha. Chỉ cần tap tên 3 người bạn thôi, em bán giá cực rẻ cho những khách hàng nào làm đúng những thao tác trên nha. Đầu tiên là chia sẻ về bên Tường Nhã chế độ công khai và tag tên 3 người bạn giúp em. Mọi người chia sẻ càng nhiều thì lượt view càng tăng, mà lượt view tăng á thì em bán giá cực kỳ rẻ cho mọi người luôn nha. Chỉ cần mọi người tham gia cùng với em ngày hôm nay thôi ha. Rồi em đợi thêm khoảng 3 phút nữa khi anh chị vào nhiều rồi em bắt đầu chia sẻ với mọi người luôn nha. Đã rồi, anh chị ơi chỉ cần vào tham gia và để lại một chấm giúp em thôi nha. Là em biết tín hiệu tốt nha mọi người. Để mua với giá cực rẻ ngày hôm nay thì mình chỉ cần làm cái thao tác cực kỳ đơn giản thôi. Thứ nhất là chia sẻ về Tường Nhã chế độ công khai, sau đó tap tên 3 người bạn của mình vào tham gia livestream này. Biết đâu cả 3 người bạn đều có cơ hội nhận quà mọi người nha. Bởi vì ngày hôm nay em like mấy cái mẫu mà mùi dễ thương không hà. Đây nè, để em để lại gần một tí cho mọi người xem. Như mọi người có thể thấy cái này là chai Narciso. Dạ rồi, cái này của thương hiệu Narciso Rari mọi người nha. Tông mùi hương phấn luôn. Chị nào mà thích tông hương phấn thì ngày hôm nay xem livestream này để rước em này về nha.
giá thì cực kỳ rẻ trong livestream này luôn. Chỉ cần các anh chị làm đúng thao tác, chia sẻ về từng nhã chế độ công khai, kèm theo đó tap tên ba người bạn nữa vào cùng tham gia giúp em với nha. Thì mọi người chỉ cần làm đúng thao tác như vậy thôi thì đảm bảo ngày hôm nay mọi người sẽ săn được hàng giá sốc mọi người nha. Giá cực kỳ rẻ mà chỉ trong livestream này thôi. Đây, để em để lại gần một tí. Chai này mùi rất là dễ thương mọi người ơi, thích hợp cho những chị em nào làm nhân viên văn phòng nha mọi người nha. Tại vì cái mùi hương của nó không có nồng nàn quá mà nó lại cực kỳ dễ chịu luôn, rất là thích hợp cho chị em. Tông hương phấn nha mọi người nha, tông hương phấn của chai này. Rồi, em cũng thích chai này lắm mọi người ơi. Mùi hương của nó cực kỳ dễ chịu luôn nha mấy chị nha. Mấy chị nào mà thích tông hương phấn á, thì chai này thuộc dạng tông hương phấn nè. Bởi vì cái tông hương đầu tiên của nó, khi mà mọi người xịt vào mọi người có thể cảm nhận được á, là nó có hương của hoa hồng nè, hoa đào nè. Sau đến đó thì đến khi mà lớp hương đầu nó phai dần đi thì nó sẽ lộ lên cái lớp hương giữa của hổ phách mọi người nha, xạ hương và hổ phách. Và đến tông cuối cùng cũng là cái tông mà em thích nhất luôn, là tông của gỗ cây đàn hương á mọi người. Cho nên rất là nhẹ nhàng dễ chịu, thuộc cái tiếp là tông hương phấn mọi người nha. Lưu hương rất tốt luôn, trong vòng từ 6 đến 8 tiếng mọi người nha. Lưu hương rất tốt luôn, nhất là những chị em văn phòng nào nếu như bỏ qua cơ hội ngày hôm nay thì rất là đáng tiếc luôn. Bởi vì bình thường cái chai này em bán dung tích 100ml không à. Đây em để gần một tí cho mọi người xem. Chai này bình thường em bán dung tích là 100ml, giá gốc là 2.700.000, nhưng với livestream này em bán cho mọi người chỉ có giá là 2.275.000 thôi nha. Chỉ có 2.275.000 đối với chai dung tích 100ml. Còn những chị em nào mà chưa từng sử dụng qua cái dòng này thì ngày hôm nay á, bên em có chiếc nhỏ ra như thế này cho mọi người đây ạ. Bên em là bán nước hoa chính hãng không, mọi người cứ an tâm nha. Ngày hôm nay cơ hội sở hữu trải nghiệm nước hoa chính hãng với giá cực kỳ rẻ luôn mọi người ơi. Cái này là nước hoa chính hãng 100% luôn nha, mọi người cứ an tâm nè. Đây em để gần một tí luôn. Sản phẩm lúc mà mọi người nhận được á, lúc nào sẽ cũng có là ngoài bao bì của nó, mọi người sẽ nhìn thấy con chip của store bên Pháp ha. Kèm theo đó là bên em sẽ viết cho mọi người một cái phiếu cam kết luôn. Phiếu cam kết này đảm bảo cho mọi người trong thời gian sử dụng bao đổi trả nếu như phát hiện hàng fake mọi người nha. Nên mọi người cứ an tâm, bên em bán hàng chính hãng. Và địa chỉ của bên em là ở 142E Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận. Dạ rồi, em để gần một tí cho những chị em nào vào sau. Em xin nói lại một tí về cái chai này. Chai này nó thuộc tông hương phấn nha mọi người nha. Tông hương phấn, tông hương đầu tiên khi mà mọi người sử dụng, mọi người sẽ cảm nhận thấy một cái mùi nhẹ nhàng của hoa hồng và hoa anh đào. Đến cái tông hương thứ hai, anh chị có thể dễ dàng nhận biết được cái mùi hương gỗ xạ hương. Rồi đến cái tầng hương cuối cùng là cái tầng hương của em thích nhất luôn, là tông hương của gỗ đàn hương. Nên cực kỳ nhẹ dịu luôn, thích hợp cho những chị em nào văn phòng mọi người nha. Làm nhân viên văn phòng thích một cái tông hương phấn tự nhiên gần gũi thì có thể chọn ngay em này nha. Tông mùi rất là gần gũi tự nhiên luôn. Và ngày hôm nay anh chị mua giá một dung tích 100ml, em sẽ bán cho mọi người với giá là 2.275.000. Còn chị em nào không muốn mua chai lớn như thế này thì em chiết nhỏ ra cho mọi người nha. Em để gần một tí cho mọi người xem cái ống chiết này của bên em. Ống chiết này dung tích là 5ml và cắt chiết thì cực kỳ đơn giản luôn mọi người ơi. Cắt chiết của chai này cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ em hướng dẫn cho mọi người về cách chiết luôn ha. Để chị nào mà mua chai lớn về á thì em sẽ tặng cho mình thêm một cái ống chiết như thế này, để mà chị có thể tự chiết ở nhà luôn. Mình chiết nhỏ ra mình bỏ vô túi xách rất là tiện lợi nha mọi người nha. Và em cũng hướng dẫn cho mọi người cách chiết như thế này, để cho những chị nào mà lát nữa đây mình đặt hàng cái chai dung tích 50 như thế này, mình sẽ an tâm hơn vì mùi hương của nó không có bị bay nè mọi người ơi. Cách chiết rất là dễ luôn mà lại tiện lợi vô cùng luôn. Rồi đây mọi người có thể xem nha. Cái này, cái hệ thống ống xịt của bên em ở trên này nó có một cái đầu nè, gọi là vòi xịt đây. Thì khi mà mọi người chiết á, mọi người chỉ cần giật cái đầu này ra. Đây mọi người sẽ thấy lộ ra cái hệ thống ống xịt bên trong nha. Đây nó lộ ra hệ thống ống xịt bên trong. Còn cái ống chiết này nó được thiết kế rất là đơn giản luôn. Ở dưới đít chai có một miếng cao su như thế này. Miếng cao su này nó rất là khít mọi người ơi, không có bị rỉ nước đâu. Nhưng mà khi mà mình muốn bơm á thì mình phải để cái miếng cao su này nó khớp với lại hệ thống ống xịt. Sau đó mình dùng sức mạnh, mình nhấn thì sau đó thì nước nó tự động bơm lên, nước hoa sẽ tự động bơm lên thông qua cái lỗ cao su này. Nhưng khi mọi người rút ra thì cái lỗ cao su này nó lại trở về đít chai, nó không có nằm, không có bị rỉ nước ra ngoài, nên mọi người có thể an tâm nha. Rồi, cái này thì bây giờ em chiết ra cho mọi người xem thử một ống luôn. Chai này mùi nó dễ chịu lắm mọi người ơi.
Rồi, em thấy bạn Thanh Hương đã để lại là báo giá cho bạn luôn rồi. Rồi, đây, em chiết ra như vậy rồi mọi người ơi. Chỉ cần mọi người bơm chừng một chút xíu thôi à, là nước tự động bơm lên đầy ống như thế này, là dung tích 5 ml mọi người nha. Tự động bơm lên luôn nên rất là tiện lợi, dễ dàng mang theo luôn. Và hiện tại em báo giá cho mọi người trong livestream này luôn. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Mọi người chỉ cần chia sẻ về tường nhà chế độ công khai giúp em thôi. Chia sẻ hội nhóm cũng được luôn. Tường nhà cũng được, hội nhóm cũng được. Sau đó tắt tên ba người bạn vào cùng tham gia nha. Mọi người kéo lượt view lên tăng giúp em đi. Tại vì lượt view càng tăng thì em sẽ bán giá cho mọi người càng rẻ trong livestream này luôn. Như em có chia sẻ với mọi người á, là cái này chai này nó rất là hiếm mọi người ơi. Thường bình thường á là nó toàn là chai dung tích 100 ml không hà. Nhưng với livestream này bên em chiết nhỏ ra để cho mọi người đều có cơ hội trải nghiệm nước hoa chính hãng, trải nghiệm một mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ mà lại vô cùng gần gũi luôn, bởi nó thuộc tới tông hương phấn mọi người ơi, tông hương nhẹ nhàng của hoa hồng và hoa anh đào, rất là dễ chịu luôn. Rồi em báo giá cho mọi người luôn nha, dung tích 5 ml như thế này giá em bán ra cho mọi người sẽ là 249.000, lưu hương rất tốt từ 6 đến 8 tiếng mọi người nha. Mọi người có thể sử dụng trên quần áo để nó lưu được hương được lâu hơn, được tốt hơn nữa nha. Em chào Nguyễn Thị Duyên, chào bạn Nguyễn Thị Duyên Mai nha. Dạ đúng rồi bạn ơi, cái ống này chiết ra cực kỳ tiện lợi cho mình luôn. Cứ anh chị nào mà mua một chai dung tích 100 ml như thế này, em bán cho mọi người và tặng thêm một cái ống chiết để mọi người có thể chiết ra rồi mình mang theo đi du lịch cũng được, rất là tiện lợi. Mà ống chiết là cực kỳ dễ thương luôn, màu vàng rất là sang trọng luôn. Còn chị nào mà chưa từng trải nghiệm cái mùi hương như thế này thì anh chị chỉ cần để lại số điện thoại thôi, em bán cho mọi người với giá cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ có 249.000. Và em xin nhắc lại là giá 249.000 em chỉ áp dụng trong cái livestream này khi anh chị đặt hàng thôi. Sau khi kết thúc livestream thì nó phải về lại giá gốc là 300.000 lận mọi người nha. Giá gốc của cái một cái ống chiết 50 như thế này sẽ là 300.000. Nhưng với trong livestream này mọi người đặt hàng để lại số điện thoại thôi thì em sẽ bán cho mọi người chỉ có giá là 249.000. Để mua mức giá 249.000 đối với một cái ống chiết 50 như thế này, mọi người chỉ cần làm đúng thao tác, chia sẻ về tường nhà cũng được, chia sẻ lên hội nhóm giúp em cũng được. Chỉ cần mọi người chia sẻ giúp em thôi và tap tên ba người bạn vào cùng tham gia để mình nhận được những cái phần quà hấp dẫn mọi người nha. Tap tên ba người bạn như thế này thì chị sẽ được mua với giá 249.000 thôi ạ. Dạ chào chị Nguyễn Thị Duy Mai, chị muốn mua lại ống chiết đúng không chị? Được luôn chị nha, chị chỉ cần để lại số điện thoại đi rồi. Lát nữa bên em sẽ inbox cho chị Nguyễn Thị Duy Mai luôn nha. Ống chiết rất là tiện lợi như thế này, bên em bán lẻ cho khách hàng luôn, mọi người cứ an tâm ạ. Rồi anh chị vào tham gia livestream này thì nhớ là chia sẻ nó về bên tường nhã chế độ công khai giúp em nha. Kèm theo đó là mình tap tên ba người bạn nữa để mình được mua với giá cực kỳ rẻ chỉ trong livestream này. Rồi em để gần một tí cho mọi người xem cái chai này nha. Em nói lại một lần nữa cho những anh chị nào nãy giờ mình vào xem livestream sau á, tại vì em live khoảng 5 phút nữa thôi là em qua mẫu mới thì em sẽ không có bán được giá ưu đãi này nữa cho mọi người nha. Giá cực kỳ rẻ trong livestream này luôn, chỉ có 249.000 thôi đối với một chai có ống dung tích 5 ml như thế này. Rồi, còn chai này là dung tích 100 ml mọi người nha. Dung tích lớn quá thì mình mua về sử dụng không hết hoặc là không biết mùi hương như thế nào thì mình có thể mua một chai dung tích 5 ml như thế này mọi người nha. Giá chỉ có 249.000 thôi. Anh chị chỉ cần chia sẻ nó về bên tường nhã chế độ công khai giúp em là được rồi. Để lại số điện thoại để mua với giá 249.000. Ngoài ra, em nói lâu luôn là cái chai này lưu hương lâu lắm mọi người ơi. Từ 6 đến 8 tiếng lận. Mọi người muốn lưu hương lâu hơn thì có thể sử dụng trên quần áo nữa mọi người nha. Giá cực kỳ rẻ chỉ trong livestream này luôn rồi. Anh chị đặt hàng để lại số điện thoại giúp em, em gọi điện thoại chốt đơn hàng cho anh chị và giá cực rẻ trong livestream này luôn. Và chỉ trong livestream này mới được giá tốt như vậy thôi. Kết thúc livestream nó sẽ về lại giá gốc một ống như thế này là trên 300.000 lận mọi người ạ. Nên rất là đáng tiếc luôn nếu như mình không đặt hàng trong livestream này mọi người nha. Em để thêm 5 phút nữa thôi thì em sẽ qua mẫu mới nha mọi người. Em qua mẫu mới cho nên sẽ không có nói lại được. Cho nên anh chị nào vào tham gia thì nhớ để lại số điện thoại giúp em với nha, để em biết mà chốt đơn hàng sớm cho anh chị ạ. Dạ rồi, anh chị nào tham gia thì nhớ là chia sẻ về tường nhã chế độ công khai giúp em với nha.
Cái này là mẫu của nam nữ mọi người ơi, lát nữa em sale mẫu của nam nữa, cho nên anh chị hãy chia sẻ giúp em đi ạ. Mình chia sẻ để kéo lượt view lên giúp em, biết đâu lát nữa em like cái mẫu của nam giá siêu rẻ cho mọi người luôn. Cho nên mọi người hãy chia sẻ về từng nhà chế độ công khai giúp em với nha. Mình chia sẻ kéo lượt view lên giúp em để bên em bán giá cực kỳ rẻ cho mọi người, và chỉ trong livestream này thôi. Tại vì bên em lúc nào cũng ưu tiên cho những khách hàng nào xem livestream và đặt hàng chỉ trong livestream thôi mọi người nha. Rồi em để lời gần một tí cho mọi người xem. Một tí nữa em qua mẫu mới rồi mọi người nha. Cái này là mẫu của nữ thuộc tiếp tông hương phấn mọi người ha. Thuộc tiếp tông hương phấn cho nên rất là nhẹ nhàng dễ chịu luôn. Chị em văn phòng sử dụng em này là khỏi chê luôn ha. Tông hương phấn rất là dễ chịu. Tông hương đầu tiên khi mà mọi người sử dụng có thể dễ dàng cảm nhận được cái hương thơm của hoa hồng và hoa anh đào. Rất là dễ chịu luôn, nhẹ nhàng, nữ tính vô cùng. Cho đến cái tông hương thứ hai là tông của gỗ xạ hương, kèm theo đó là cái tông cuối cùng của cây hoắc hương. Rất là dễ chịu, ấm áp luôn, không có gây nồng gắt đâu nha mọi người nha. Đây là tông chai này của nữ mọi người ha. Rồi em để gần một tí nữa, chai của nữ, tông hương phấn rất là dễ chịu luôn. Rồi bây giờ em qua một cái chai tiếp theo của nam mọi người nha. Em để cái này qua một bên để cho những chị nào nãy vào giờ xem sau á, thì mình cứ để lại số điện thoại để bên em tư vấn thêm cho mình. Em nhắc lại để cho những anh chị nào vào xem sau, mọi người chỉ cần là chia sẻ cái livestream này về bên Từ Nhã chế độ công khai, hoặc chia sẻ lên hội nhóm giúp em cũng được. Sau đó tap tên ba người bạn của mình vào cùng tham gia để được mua một mức giá tốt nhất. Bởi vì trong livestream này giá bình thường em bán một cái ống 50 như thế này là trên 300.000 lần. Nhưng với livestream này khi anh chị làm đủ những thao tác trên, em bán cho mình với giá là 249.000 thôi nha. Chỉ có 249.000 thôi. Anh chị nào đặt hai ống em miễn ship luôn. Cho nên là cứ đặt hàng ở đây giúp em ha. Bên em ưu tiên cho những khách hàng nào đặt hàng sớm nhất chỉ trong livestream này mọi người nha. Rồi em để gần một tí cho mọi người xem. Dạ rồi. Chai này em nói lại là ống dung tích 5ml mọi người nha. Thương hiệu Narciso. Rất là nhẹ dàng dễ chịu luôn. Rồi em để cái này qua một bên, em like tiếp cái mẫu dành cho nam nha. Anh nam nào đang vào xem livestream này thì nhớ chia sẻ bên Từ Nhã giúp em với nha. Để lát nữa đây mình mua giá tốt ha. Đây. Hôm nay em chỉ sale đúng 4 cái này thôi dành cho nam nha. Em sale 4 mẫu này dành cho nam của thương hiệu Aquadior. Đây em để gần một tí cho mọi người xem. Của thương hiệu Aquadior 4 ống này thôi. Chỉ có 4 ống này dành cho anh nào mà đặt hàng sớm trong livestream này nha. Bạn nào tham gia livestream thì nhớ là chia sẻ nó về bên Từ Nhã chế độ công khai giúp mình. Ngoài ra tap tên 3 người bạn nữa vào cùng tham gia nha. Để được mua một cái mức giá tốt nhất. Đây, cái này là của thương hiệu Aquadior. Mình nói luôn về cái tông mùi này cho những anh nam nào đang vào xem nha. Cái này nói là nam thôi chứ nữ xài cũng được luôn mọi người nha. Tại vì cái tông của nó thuộc cái tông hương tươi mát á, rất là dễ chịu luôn. Rồi mình mở hộp cho các bạn xem ha. Cái ống này thì mình nói luôn là dung tích là 10ml. Dung tích ống là 10ml mọi người nha. Rồi cái này thì khi mà anh chị đặt hàng á, thì nó sẽ có vỏ hộp luôn. Rất là tiện lợi luôn. Anh nào đang xem livestream này thì xem ha. Cái này á, là dung tích 10ml dạng ống xịt luôn nha mọi người. Cho nên rất là tiện lợi luôn. Mà em báo giá cho mọi người lại cực kỳ ưu đãi luôn nha. Cái này á, lúc mà bình thường em bán á, lẻ cho mọi người á, dung tích 10ml như thế này thì sẽ có giá là trên 400.000 lận, 420.000 một ống. Nhưng với trong livestream này chỉ cần anh chị làm thao tác là chia sẻ về Từ Nhã chế độ công khai, kèm theo đó tap tên 3 người bạn của mình vào cùng tham gia livestream này, mình kéo lượt view lên càng tăng giúp em thì em bán cho mọi người giá càng rẻ mọi người nha. Cái này là của thương hiệu Aquadior của nam mọi người ơi, lưu hương rất tốt luôn. Cái này lưu hương cho mọi người, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu nhất nhìn những thời tiết nắng nóng như thế này á, thì chai này sử dụng rất là hợp lý mọi người ơi. Anh nào á mà thích một cái tông hương nhẹ nhàng gần gũi á thì lấy ngay cái này nha. Cái này em bán một ống mà như thế này là dung tích 10ml. Rồi em báo giá luôn, mọi người có đang vào xem livestream không ạ? Nếu như mua hàng thì tap tên 3 người bạn vào tham gia giúp em với nha, để được mua hàng giá tốt nha. Cái này bình thường em bán là tới 420.000 lận. Nhưng với trong livestream này chỉ cần anh chị chia sẻ về Từ Nhã chế độ công khai giúp em thôi, và tap tên 3 người bạn nữa vào cùng tham gia, em bán cho mọi người với mức giá là 349.000 mọi người nha. 349.000 đối với một cái ống như thế này, dung tích 10ml, cam kết chính hãng luôn. Cam kết là hàng chính hãng mọi người nha. Ống này dạng xịt. Ống này là ống dạng xịt nha. Đây em để gần một tí cho mọi người xem. Cái ống này dạng xịt 10ml, sử dụng được rất lâu mọi người ơi.
ống xịt 10ml sử dụng được rất là lâu luôn nha. Hàng chính hãng 100%, mọi người cứ an tâm nha. Cái này của thương hiệu Aqua Di Giò, nam xài rất là ok luôn. Bởi vì mùi hương của nó nhẹ nhàng vô cùng, lưu hương trên 5 tiếng đồng hồ lận. Lưu hương từ 5 đến 8 tiếng mọi người ra nha. Rất là nhẹ nhàng, gần gũi luôn. Muốn một cái mùi hương không làm ảnh hưởng người khác, không gây khó chịu với người khác, thì cái thương hiệu Aqua Di Giò này nó rất là hợp lý mọi người ơi. Giá cả rất là hợp lý luôn. Tông hương rất là nam tính và tươi mát. Rồi, cái mùi hương của nó nói chung là rất là trong trẻo, tự nhiên luôn. Nên mọi người cứ an tâm. Cái này rất là thích hợp cho mấy anh nam văn phòng nha. Cái này hôm nay em like toàn là nam nữ văn phòng không à. Mình đặt hàng để lại số điện thoại giúp em nha. Có giò 100ml không? Dạ có luôn nha. Aqua Di Giò em có dung tích 100ml luôn. Cái này là dung tích 10ml để em bán sale trong livestream này nha. Em để cái này qua một bên, tí nữa em nói lại cho mấy anh chị sau ha. Rồi, có chai giò 100ml không? Đây, chai 100ml của bên em đây. Mọi người cứ an tâm là hàng chính hãng 100% hết. Bởi vì tất cả sản phẩm của bên em đều có tem, có con chip của store hết. Kèm theo đó, khi mọi người mua hàng, em sẽ viết cho mọi người một cái phiếu cam kết hàng chính hãng, bao đổi trả nếu như trong thời gian sử dụng mà phát hiện hàng fake mọi người nha. Cho nên anh chị cứ an tâm, mua sản phẩm của Missy em thì mình sẽ được một cái đảm bảo sau này cho mình luôn. Tức là bao đổi trả nếu như trong thời gian sử dụng phát hiện hàng fake. Ngoài ra khi anh chị mua hàng của bên em sẽ làm cho mình mọi người một cái thẻ thành viên trên hệ thống của Missy luôn. Mỗi lần mua hàng, mọi người chỉ cần đọc số điện thoại thôi, bên em tích điểm cho mình luôn nha. Rồi, mọi người tham gia livestream này thì nhớ đặt hàng giúp em và để lại số điện thoại. Em báo giá chai 100ml cho những anh chị nào mà nãy giờ mình quan tâm luôn. Chai 100ml của bên em có giá bán là 2.100.000. Nhưng với livestream này, mọi người đặt hàng cũng trong livestream này luôn, em bán cho mọi người với giá là 1.920.000 thôi nha. Chỉ có 1.920.000 đối với một chai dung tích 100ml sử dụng rất là lâu. Anh nào đang xài anh nào mà đang xem livestream này á, mà muốn xài sở hữu ngay em này á, nhẹ nhàng, gần gũi, tươi mát, thì đặt hàng trong livestream này giúp em nha, để được mua với giá tốt nhất trong livestream này luôn. Rồi, cái này là của nam ha. Em để cái này ở đây. Rồi, em nói lại là em chỉ sell đúng 4 mẫu này thôi nha. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại giúp em ha. Kết thúc livestream thì em sẽ không bán được giá tốt như vậy cho mọi người nữa nha. Rồi, còn cái này hồi nãy em like lúc đầu là của nữ đây ạ. Rồi, bây giờ 3 phút nữa là em kết thúc livestream rồi. Anh chị nào mà nãy giờ mình đã nghe em giới thiệu qua về tất cả những sản phẩm mà livestream ngày hôm nay, đặt hàng thì để lại số điện thoại nhanh chóng giúp em nha. Chỉ cần mình chia sẻ lên tường nhà ở chế độ công khai thôi, hoặc chia sẻ lên hội nhóm cũng được luôn. Rồi tắp tên 3 người bạn vào cùng tham gia, em bán cho mọi người giá cực rẻ trong livestream này luôn. Giá bình thường một cái ống chiết 50 như thế này, mùi hương rất là quyến rũ và nhẹ nhàng luôn. Mùi hương cực kỳ nhẹ nhàng, tinh tế luôn. Tông hương phấn, dễ chịu vô cùng luôn. Thì nó lưu hương rất tốt cho mọi người, từ 6 đến 8 tiếng. Lưu hương trên quần áo sẽ được lâu hơn nữa mọi người nha. Một ống 50 như thế này em bán cho mọi người với giá bình thường là hơn 300.000 lận. Nhưng với livestream này mọi người đặt hàng thì em sẽ bán cho mọi người chỉ với giá là 249.000 thôi mọi người nha. Dạ rồi, anh chị đặt hàng thì nhanh tay giúp em. Một phút nữa em kết thúc livestream thì những cái đơn đặt hàng sau sẽ không được tính mọi người nha. Rất là đáng tiếc luôn. Rồi, Narciso này mùi dễ thương lắm chị Hương ơi. Rồi, dạ, mùa nắng xài dòng nào mát? Dạ rồi chị ơi, cái mùa nắng này mình nãy giờ em nói á, cái này nam nữ gì xài cũng mát hết luôn nè. Mà nhất là những anh văn phòng á nha, thích cái mùi hương gần gũi tự nhiên á thì em này rất là hợp lý luôn. Dạ rồi, em để gần một tí cho những anh nào nãy giờ mình vào xem livestream sau á có thể nhìn thấy nha. Cái này có thương hiệu Aqua Di Giò, mùi hương gần gũi dễ chịu vô cùng. Rồi, còn cái này là của Narciso, tông hương phấn, hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng cùng với hoa anh đào kết hợp với nhau tạo nên một mùi hương rất là dễ chịu, gần gũi luôn, thanh khiết vô cùng, thuộc tiếp tông hương phấn rất là dễ chịu mọi người nha. Nó không có ngọt nhiều nhưng mà nó thuộc tông hương phấn cho nên nó rất là dễ chịu luôn. Đa phần mùi hương của nữ mình là tông ngọt nhiều lắm, nhưng mà cái này của em là tông hương phấn nha, nó không có ngọt. Rất là dễ chịu luôn. Rồi, bây giờ thì em phải kết thúc livestream rồi. Mọi người đặt hàng á thì để lại số điện thoại giúp em ha. Em nói lại luôn cho mọi người về những cái mẫu của ngày hôm nay em like là 50 như thế này của nữ, giá là 249.000. Còn cái tông của nam dung tích là 10ml luôn, dạng ống như thế này, thiết kế hợp, hàng chính hãng 100%, giá bán trong livestream là 349.000. Và chỉ bán trong livestream thôi, kết thúc livestream nó về lại mức giá là 420.000 một ống như thế này mọi người nha. Cho nên đặt hàng bây giờ thì rất là hợp lý luôn, giá cả rất là phải chăng luôn, nhớ cho anh chị nha. Rồi,
em phải kết thúc livestream rồi. Chúc mọi người ăn trưa vui vẻ và đón xem những buổi livestream của bên em vào những lần sau. Mọi người chỉ cần bấm theo dõi fanpage thôi để mỗi lần bên em livestream bán hàng giá tốt, mọi người nhận được cái những cái ưu đãi đầu tiên nha mọi người nha. Rồi em chào anh chị ha.